Good Food gửi lời chào đến cô chú anh chị gần xa đang theo dõi ở trên kênh. Hôm nay lần thứ hai mình thăm lại gia đình của chị Phượng và cũng như là thăm lại bà Hai, thì mình tạm gọi là bà Mụ Chung. Thì hôm bữa có lên thăm và cũng như là có chia sẻ về cái hoàn cảnh của bà. Hôm nay thì thăm lại bà, nhưng mà trước mắt là nhờ chị Phượng, con gái nuôi của bà Hai đó, thì chia sẻ chút xíu về cái tình hình sức khỏe của má của chị, với lại là hôm bữa đăng tải là cũng mong muốn là những cái người mà biết bà Hai đó mà mất liên lạc với bà đó thì có thể là tìm được bà ở trên video của tụi em đó. Thì từ bữa giờ có thông tin gì mới không thưa chị Phượng? Không, bữa giờ không có thông tin, mà có cái cô ngoài Đà Lạt là bà coi clip á, bà có gửi thuốc, cô gửi thuốc sức á, chứ mấy người kia không có liên lạc được. Rồi gửi thuốc sức bữa nay bà bớt nhiều lắm á, Bớt nhiều luôn hả? bớt bớt nó gom nhỏ là bớt luôn á. Như bữa chú có cho tiền đó là rước bác sĩ Thủ Đức lên vô đạm với vô thuốc nhất á, Cho hai khỏe ngày hả? 2 ngày mà hết 1,3 triệu, mà bữa nay bà khỏe nhiều lắm, nó gom lại nhỏ là vậy nè, nó Hôm bớt bữa đó lại. là chị Phượng chỉ giấu bà Hai, tại bà Hai là không mắt không không mắt rất là kém, thì cái phần ở phía sau lưng với lại phần mông của bà Hai bị lở loét rất là nặng, mà không có tiền để mà đi điều trị, mà không có dám nói nhiều lắm, nói nhiều sợ ảnh hưởng tinh thần của bà Hai đó. Thì chị vừa mới nói là có một mạnh cô thường ngoài quân Đà nào đó Lạt ở á, ngoài Đà Lạt gửi thuốc vô sức cho bà Hai, mới sức vậy là mới đâu xuất có thời gian, đâu có từng dài đâu. tuần nay à, tụi làm không mà thuốc đó hay, thuốc Vậy đặc mà nó kỳ gom á, lại luôn đó nó hả? gom nhỏ là vậy nè. Chứ nhờ mình vô thuốc á, bữa mình vô ba cái kháng sinh á, rước vô kháng sinh với vô hai hũ thuốc đạm vậy nè, hai chai đạm á, Còn tinh thần của bà Hai giờ sao chị? khỏe, bà cũng khỏe lắm. Khỏe Ừ, ha. sáng cho ăn cơm được hơn chén á, Thuốc đó là cái thuốc hũ vậy hũ đó này nè, hả? hũ này nè, để chị lấy cho coi. Sao chị lấy Cái luôn đi. cô này cô Thái Hoàng hay gì á, cô gửi vô tới chỗ luôn nè, Sẵn tiện là mình xin cảm ơn tới thuốc cái cô Thái nè, Hoàng cô này, Thái Hoàng với cái gì, lại là cô nãy mình Đà cũng chia Lạt sẻ á, cái thuốc thuốc luôn. gia truyền gì nè, cho 5 hũ lận. Có nghĩa là họ họ trộn ha. À, làm sẵn vậy đó, rồi gửi xe vô. À, Không, em sức mở ra hay, được ha? được được sức hay. Cô nói chủ thấy cháu mà có hiếu quá, rồi cổ có thuốc đặc trị đó, cổ cho sức, nó hay lắm. Có nghĩa là chị dùng đang dùng cái hũ này sức Đang hả, dùng à, mà mọi người thấy là sức mới chừng mới có một bảy miếng lần à nhiêu, mà đã được gom lại đây ha. rồi lau chùi sạch sẽ rồi sức chỗ đó, lau chùi sạch tới sức lại, ngày sức 2 lần. Bây giờ chị dẫn em đi qua bên nhà trọ để mà thăm bà Hai nha. Chị cất cái đó đi. Lại Mỗi đem lần cho. sức là đem qua bên đó hả, chứ không có Ừ, để bên đó để hả? đến đó không được, sợ bà quẹt bậy. Bà Hai á là được chị Phượng mướn cái nhà trọ ở trong cái hẻm này hả? Ở trong đó rồi con gái của chị Phượng chăm sóc cho bà Hai. Sao cô nói sao? Quay nón hả? Cô bán nón hả? Bay nón làm Cái mướn 200 bạc. Cái Nón thì làm mướn. vậy chứ giờ kêu con quay là quay cái gì? Tưởng tưởng phải như cô bán á, con quay con giới thiệu luôn. Bán cho ở tù quá. Nó có công ty. Hai bà già này bán nón là cho ở tù Ở nhà các chị đó hả? quá. Thôi giờ không bán rồi tặng con được không? Không được, không được, Không được luôn hả? mình này có gia công. Đàng hoàng. Thôi giờ Bây giờ con đổi ra đường họ bắt họ tù. sao kỳ à cái Nước ngoài nó mà, cái nó là tem của nó nó xuất mà, khẩu, có tem độc của quyền nó, mà. có độc quyền. Nhưng mà đâu có biết đâu Biết có biết ai lấy đâu mà ấy. Cái này chưa gắn nút này hả? Chưa cái này đó mà, đâu dám gắn đâu, ở nhà lấy Đúng nón rồi, chứ. nón này hình như nón xuất khẩu này, thấy Nó điếm chất đàng liệu hoàng, với nó điếm lại có nè. chất liệu với lại là cái đường chỉ với lại là các thứ nó đẹp. Hàng giấy của nó luôn nè, À, đẹp, giấy của đẹp. nó. Đẹp lắm đó. Còn chưa cái này chưa thiêu nè, chưa thiêu lên đi. Chưa, nó còn chạy Không, dán tem. cái này nó không có thiêu, cái này nó Nó gắn là nút mai tem. gắn lên thôi, chứ còn Gắn. thiêu thì nó thiêu rồi. Cái nào mấy cái nào mà thiêu thì nó thiêu rồi rồi. Còn cái nào không Cái có thiêu. này cắt chỉ như vậy là 200 đồng cái. 200 đồng một cái như vậy. Một cái như vậy là cô cắt khoảng 1 phút không? Không biết, già rồi đâu thấy đường cắt nữa. Cắt gì đó hả? Cắt gì Ừ, thôi đó cắt hả? thì phải dòm hết chỉ ha. Rồi một ngày á là cô một Chỉ mình ngày á lấy là 60-70. 60-70 hả? 60-70 ngàn thôi, trời đưa đó lấy lên mấy nữa. ngàn, 76 ngàn hay được. Thùng mới được Không, 76 ngàn à. bao nhiêu cái? Ba Một trăm ngày mấy. làm ít nhất phải trên 300. Ba 300 mấy mà làm tới 10 giờ đêm á nha. Sao không
cái gì đó không mai giống chị Phượng đó. Tiền đâu mua thằng Mai vậy đó hả? À, trời ơi mua cháu nội mà tiền nó mua thằng Mai. Trời ơi nó mua cháu nội mẹ nó dạ. Bỏ rồi ở hỏng cái giờ dạ. Mà... thôi con đi vô nha, chào mấy cô nha. Học rồi giờ tiền dạ. Đâu nữa nuôi. Chị Phượng chị cũng đi làm gia công á, gia công để mà chị lo cho bà hai. Bà hai đang ngủ hả? Ơi. Thôi 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 để bà ngủ đi. Trời ơi làm phiền không. Chào bà hai nha. Bà hai nhớ con không? Nhớ hả? Nhớ con là ai tên gì? Không biết tên gì. À vậy là cũng nhớ đó, nhớ. Mắt bà hai là không có nhìn thấy mọi người. Bị tiểu đường á. Nó bé nhiều. Ừ. Con qua đây con ngồi nha. Dạ. À, để con ngồi gì cũng được rồi, chầm thảm được rồi. Dạ. Con có nghe chị Phượng nói là mấy nay là được Mạnh Thường Quân hôm bữa là con thay mặt con gửi tiền đó rồi ít tiền rồi vô đạm nước biển rồi dạ. Sau đó thì được một cái chị ở ngoài Đà Lạt gửi thuốc vô sức bây giờ là liền rồi ha, dạ. Liền vết thương rồi cũng mừng quá rồi. Dạ. Ừ. Bữa nay thấy tinh thần của bà hai là tốt hơn hôm bữa rất là nhiều đó anh chị. Đựng chén cơm á. Chén. Nhiều khi không được chén. Nhiều khi đó không ăn cơm cái nấu cháo à. À kính thưa cô chú anh chị, mình xin ít phút để mình tâm sự. Có nghĩa là GoFood là cái vị trí là làm cầu nối và mình mong muốn á là mỗi cái hoàn cảnh mà mình chia sẻ lên được giúp với nhiều khía cạnh. Ví dụ như là về những cái phần tiền mà cần sử dụng á, thì nếu mà GoFood cảm thấy xin phép con nói lại nha, cái này hơi riêng tư chút xíu, thì mình xin phép được mình nói lại. Đó là những cái hoàn cảnh mà GoFood đưa lên khi mà mình làm cầu nối đó, thì mình mong muốn được mọi người giúp ở nhiều khía cạnh. Ví dụ như là về động viên tinh thần nè, rồi góp ý cho cái sức khỏe của người bệnh tốt hơn. Cái phần tiền nong hỗ trợ thì mình không nói. Phần tiền nong, ví dụ như GoFood cảm thấy mà hoàn cảnh đó là đã đủ để mà có cái sự giúp đỡ rồi á, hoàn thiện rồi, thì mình sẽ không có nhận thêm về những cái phần tiền. Thì chủ yếu là muốn cái sức khỏe của cái người bệnh tốt hơn. Đó, vì mình rất là muốn là nhiều cô chú anh chị, ví dụ như đặc biệt là cái trường hợp của cái chị Mạnh Thường Quân ở ngoài Đà Lạt này, thì giúp cho bà hai có cái thuốc để mà thoa, để mà nó liền cái vết thương đó. Cái này mình rất, con rất vui hơn là cái việc mà bà được nhận tiền, nhưng mà cái hướng điều trị hoặc là đi điều trị nó không hiệu quả bằng những cái lời giúp, bằng những cái giúp như thế này của cái chị ở ngoài Đà Lạt. Đó, một lần nữa thì em cảm ơn chị rất rất là nhiều. Đúng không chị? Bây giờ chị cầm mười mấy 20 triệu, chị đi nhập viện mà nhiều khi á bỏ cái công ra rồi đưa cái người bệnh mệt mỏi, rất là mệt mỏi, tốn tiền về thời gian mà đi vô trong đó rồi các thứ đồ, cuối cùng á rồi nó không ra đâu hết á. Đó, nhưng mà được con cái này là mình vui. Đó. Cô có điện, chị có điện vô. Cô đã, chị đang suy sụp luôn á, tại vì nhỏ con gái giờ đi khám bệnh thứ hai rồi nè. Ta chỉ kết quả là ung thư 70%. Ai? Con chị nhỏ con gái thứ ba. Giờ cái nói cho cô em gửi cho 5 tháng thuốc bắc. Cái cô nó gửi luôn đó. À, để một chút xíu nữa em hỏi thêm ha, để em hỏi bà hai cái nha. Ừ. Bà hai bây giờ cảm nhận cái vết thương ở sau mông á là đỡ nhiều lắm rồi đúng không? Dạ đỡ nhiều. Xuất thuốc mới vô nó đỡ. Xuất thuốc có bị rát hay nóng gì không? Nó hơi rát, không có nóng gì chứ. Chắc nó kiểu là nó khử trùng. Ăn uống thì cũng được hay bà hai? Ăn chén cơm à? Ăn ít như vậy. Tại vì ăn nhiều không nổi, ăn có chán hơn nửa chán.
Ủa bà hai có bị cái bú không? Không. Không hả? À, tại vì ở đây mập lắm á. Ừ. Hồi đó mập. Dở dữ lắm. Ừ. Nó bị bú, bị gì chứ, nó bị hai cái giọt. Hai là ở Sóc Trăng ha. Mình gọi là gọi bà hai thôi, còn nếu mà những người lớn mà ở khu vực ở dưới Sóc Trăng á thì biết tới là gọi là bà Mụ Chung. Kêu là bà Mụ Chung, là mấy chục năm là đã đẻ ở dưới nhà Bảo Xanh ở dưới Sóc Trăng đó, thì ai cũng biết bà. Cái việc mà bà có cái sức khỏe tới ngày hôm nay đó là không chỉ riêng về gia đình của chị Phượng, mà những người mà ngày xưa đó bà hai bà đỡ đẻ đó, họ quý, họ thăm hoặc là họ lì xì cho bà hai. Khi mà bà hai chưa bị bệnh này luôn, chưa bị tiểu đường như vậy luôn, là từ trước tới giờ như vậy, coi như là họ mang ơn á. Xanh biết nữa. Dạ. Xanh nhiều lắm. Cho tiện như là thủ trả gì không? Con hôm nay đó là con lên trên đây đó, con thăm bà hai, với lại là con gửi ít tiền cho bà hai, Mạnh Thường Quân họ có gửi. Dạ. Thì để cái tiền này để mà mua sữa, đồ ăn, đồ bồi dưỡng cho bà hai nha. Con xin phép được đọc tên và cái số tiền mà Mạnh Thường Quân gửi cho bà, để bà uống sữa, bà ăn uống đồ vô ha. Thứ nhất là của cô Minh Hiếu là 1.200.000, thứ hai là của chú Nguyễn Thanh Triều ở Úc là 800.000, và cuối cùng là anh chị Thinh Hoa là 1.000.000, thì tổng cộng là 3.000.000. Ba triệu nghe chị. Em con gửi cho bà nè nha. Đó, gửi cho bà. Biết tỉnh lắm. Để bà có cái sức khỏe tốt hơn nha. Cảm ơn nhiều. Chủ yếu chị là cái vết thương của bà. Bây giờ mừng quá. Tại vì nếu mà cái này mà đi vô trong bệnh viện ha, qua xuống dưới bệnh viện quận 8 rồi mọi người. Là ở tại tháng luôn á. Tốn tiền lắm. Bữa xuống Thủ Đức thôi, xuống Thủ Đức là tốn tiền, nó xuống lần lại cả tháng luôn á. Vô là bữa đầu vô là 5.000.000, 20 ngày sau 5.000.000, 5.000.000 làm lia chia luôn. Cái này là họ vô là họ kéo da, họ cắt da chết á. Mổ là nó cắt vòng vòng. Cho nên trời, mỗi lần xuống viện cũng cực. Cái tay nè, nuôi bà mà tí tay đang gãy nè, đang xong cái nuôi bà cái ấy vẫn có tật ngón tay luôn nè. Chị có hỏi thêm cái chị mà cho thuốc ở ngoài Đà Lạt á, là chị này chỉ là giúp cho những người mà cảm thấy có duyên, hay là có bán cái sản phẩm này, hay là giúp đại trà, hay là như thế nào không? Giúp không, mà nghe chị nói là chị giúp. Tại vì chị thấy bà vậy nè, mà cháu có hiếu quá, bà thương. Bà nói giờ bà có thuốc gia truyền vậy đó, là sức lỡ lét lòi thịt này kia. Cái xong nói chuyện với cổ, xong nó nói trời chị ơi, em cũng gầu không chết. Nhỏ con gái thứ ba em giờ nó phát bệnh ung thư mà 70%. Nhưng mà thứ hai tới là mới biết ác tính hay lành tính. Nếu ác tính thì vô thuốc, lành tính thì mổ, tại trong tử cung có con cục. Cái xong cái con nó chờ, để tôi cho 5 thân thuốc bắc luôn. Là chủng chị này luôn hả? Chị đó luôn, gửi đóng hộp, gửi vô cái nó ngay. Chị này tốt quá. Cái mình cũng không có tiền, hỏi chị ơi, gửi vậy có tốn tiền không, cho em biết. Nó không, tôi trả tiền xe, tiền cổ, tôi trả hết. Con gái của chị là đang có vấn đề về bệnh phụ nữ ha. Phụ nữ, bây giờ giàu không chứ. Thì có gì chị cho em cái số điện thoại của cái chị này đi. Ha. Rồi em sẽ, để sau đi, cái đó để sau đi. Em sẽ trao đổi với lại chị này, em sẽ cảm ơn với chị. Rồi nếu mà em gặp những cái bệnh nhân mà giống tương tự của bà hai đây đó, là bị lỡ lét á. Những trường hợp đa phần á, mọi người là bị tai nạn giao thông, hoặc là ngồi xe lăn, hoặc là ngồi nằm một chỗ mà suốt thời gian dài bị lỡ á, thì thoa cái này thì mình trao đổi với chị. Ví dụ như là gặp những trường hợp như giống của bà hai đó, thì mình sẽ gửi cái thuốc này đến cho những cái bệnh nhân đó để tiết kiệm ha, tiết kiệm cái mừng thời gian. Mừng lắm á, chị chưa điện hỏi, nói gửi lời, bà hôm nay nhận thuốc rồi, cảm ơn rồi. Mà chưa cho cổ hay là sức vậy đó, mừng quá trời luôn. Làm gì làm chứ mà bệnh mà ngay trúng thuốc cái là mình mừng. Mừng lắm. Mà này không có tốn tiền nữa. Không tốn đồng nào luôn á, tự gửi vô tới cửa nhà luôn. Em tới nhà chị lấy thuốc mà xài thôi đó. Cô nói chị gửi cho An Giang, gửi chỗ này cái ai bệnh gì thì cô gửi cho hết luôn á. Cô cũng làm phước á. Mà thấy tốt tướng lắm, mấy chị được lắm. Tốt tướng lắm. Bà hai cũng có duyên quá ha. Nói thấy không, làm tốt rồi cái có người vừa, thì tốt lại với mình thôi. Vừa quay clip chú Sinh lên là cổ coi rồi là cô gửi điện liền luôn á. Điện liền vô là cho số. Em hỏi thêm chị Phượng chút xíu nha. Là về vấn đề nhà trọ đây thì
chị cũng phải nhín ra, ra ít tiền để mà chị trả tiền nhà trọ. Đúng rồi. Thì bữa hổm mà cho 3 triệu thì tiền gước bác sĩ 2 ngày hết 1,3 triệu. Mô tả với lặt vặt 700 là chị gửi tiền trọ được 1 triệu. 1 triệu là cái tiền mà hồi đợt dịch mà thiếu 8 triệu 160 ngàn. Chị trả được 2 triệu, còn thiếu 6 triệu 160 ngàn trả được 1 triệu nữa rồi. Rồi bắt đầu tháng này nè, là bắt đầu trả tiền trọ nhà này với nhà dưới luôn là 2 triệu mấy. Thì tới lãnh lương là mới trả. Alo. Dạ được, em mới có cậu xin lại quay nè, em mới nói là nhờ thuốc của chị mà bữa nay nó gom lại, nó bớt lỡ ra, em mừng quá trời mà chị. Dạ dạ, có cậu xin ở đây nữa nè. Dạ em mới nói nè, em nói chị có gửi cho em 5 thang thuốc ung thư với thuốc sức á, hay lắm. Dạ, cậu xin mới nói xin số điện thoại của chị nè. Dạ, sao chưa vậy? À gọi em xin nó bắt máy, em kêu bắt máy hả? Chị xài điện thoại không có gành cho nên chị phải mượn người ta ấy cho chị nữa đó. Mới nói chuyện cái tự nhiên rồi, chị, rồi, chị này chị gọi em mấy sức hay với sức vậy. Đây để sẵn em nói chuyện luôn cho. Bấm sao cho thấy hình, chị cũng không gành luôn nữa. Chị là bấm ý là chị chị, ý, chị tắt đi mình sao? Điện lại chị tắt đi mình điện lại mới thấy hình chị. Mình thấy hình đó. À thấy hình hả? Đây đây em bắt cho. Rồi thấy rồi đó. Rồi. Dạ. Hôm bữa chị gọi cho em mà không có được cái em kia bắt máy. Dạ. Rồi mới cho số của em đó. Dạ. Dạ. Đó, chị gọi chị tưởng đâu là gọi được em. Dạ. Xong rồi. Rồi nói em đi làm rồi. Cái em hình như nó tên gì? Dạ 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 anh, tại anh Duy là cũng đã trong nhóm của tụi em luôn, trưởng nhóm. Ảnh thì ảnh ở nhà để mà ảnh nhận tiền với lại là ảnh nghe điện thoại đó chị, tại vì em không có thời gian nhiều để mà em nghe điện thoại với lại em chỉ đi ngoài đường suốt à, nên là mấy anh em phân công ra để mà cho cái công việc nó hiệu quả đó. Dạ. Tại vì chị hay coi kênh của em lắm. Vậy đó. Cái, em lên kênh nào chị coi kênh đó. Dạ em mới. Dạ em mới qua thăm, em mới qua thăm bà Hai khoảng 20 phút nè, rồi em tính nói là để xin số điện thoại của chị để mà em về nhà em gọi riêng, mà chị mới gọi luôn đó, cái sẵn em nói chuyện luôn. Em cảm ơn chị. Dạ. Không có gì. Dạ. Tại vì cái thuốc này nó hay lắm, nó chữa bệnh chỉ á em. Dạ. Cái người mà bị chỉ rồi á. Dạ. Tức nó cũng rút lên luôn. Dạ. Rồi bị ghẻ lở. Dạ. Chỉ với lại nước ăn tay ăn chân rồi sức nó cũng lành. Dạ. Ví dụ như là em gặp những cái bệnh nhân khác á chị, thì em nhờ chị gửi vô á, thì chi phí rồi như thế nào thưa chị? Cái thuốc này thì chị cũng mua. Dạ. Mà thí dụ mà bệnh nhân nào mà bị giống như vậy thì em cứ gọi điện cho chị, cho địa chỉ rồi chị gửi bưu điện. Không, cái này là tại vì chị em mình có thể là sẽ gọi là cộng tác với nhau. Ví dụ như được thì cái thời gian dài á, nên là chị mua bao nhiêu đó thì tụi em trả lại bao nhiêu. Chứ mà chị gửi vô nó kỳ lắm. Ví dụ như là bao nhiêu thì tụi em gửi lại bao nhiêu, hoặc là ví dụ em cũng làm phước thì cũng làm phước mà đâu có bao nhiêu tiền. Tại, ví dụ như bây giờ ví dụ như ngày mai em nói là chị ơi có 10 bệnh nhân á, chị gửi 40 hộp vô cho tụi em rồi sao, nó tốn tiền lắm. Ví dụ mà em như vậy thì chị gửi em phân nửa. Chị em mình góp sức nhau. Dạ. Dạ dạ. Dạ. À. Dạ. Cái có thuốc ung thư đó cũng có. Ví dụ mà bị ung thư phổi, ung thư đại tràng mà cũng như có khối u ở trong người á. Rồi ung thư tử cung có khối u á là uống nó trục ra, nó phổ ra. Là chị có hai. Dạ, chị có hai loại thuốc, một loại là thoa cho bà Hai như vậy, với lại một loại là thuốc thuốc bắc hay là thuốc nam gì đó là sắt. Dạ,
đúng không chị? Ừ, cái đó là thuốc bắc á. Dạ. Thuốc ung thư ha. Dạ. Thuốc đó là có khối u bự cỡ nào em khỏi cần mổ. Uống là ví dụ em uống một thang uống tới 4 ngày thì nó trục ra cái khối u đó nó sẹp luôn. Dạ. Phải uống hoài, uống mấy tháng luôn. Có nghĩa là cái thuốc chừng nào mà... Dạ, cho em xin nhắc lời nha. Nó hết, mình kiểm tra lại là nó không còn nữa là ngưng uống. Dạ, cho em ngắt lời chị nha. Là có nghĩa là cái thuốc tho của bà Hai thì mình giờ mình không nói rồi, tại cái đó là tho ngoài bề cái vết thương hở mình không nói rồi ha. Còn cái thuốc mà thuốc bắc của chị đó là chuyên về là bị chị nói là ung thư tử cung. Ung thư là các loại ung thư luôn. À, các loại ung thư rồi thêm nói chung là các loại ung thư luôn. Dạ. Nó hay lắm. Ừ. Có thuốc gia truyền không? Dạ. Thí dụ bú cổ uống cũng hết nè. Bú cổ uống bú... nó cũng chụp cái khối cái bú ra. Dạ. Rồi khối u như u gan, u phổi, rồi u đường ruột, rồi u đại tràng. Dạ. Là mấy người mà bị nặng không có mổ được á, là uống cái thuốc đó là nó trục ra. Dạ. Ví dụ đó không uống là thuốc sổ nha, đó là thuốc ung thư. Dạ. Mà em có khối u bự á thì uống đi cầu một ngày 5-6 lần. Dạ. Bé trẻ lớn thì nó vậy. Dạ. Thôi vậy trước mắt là em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi em sẽ xin cái số điện thoại của chị. Thì em lại kết nối với số chị đi, số đó đó. Dạ, để một chút. Này nè. Dạ, một chút xíu nữa em sẽ xin số của chị qua bên chị Phượng nè. Rồi có gì trao đổi riêng với chị nha. Rồi em chào chị nha. Dạ. 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 Thôi tự nhiên đang nói. Đang nói chuyện cái gặp gì. Bà Hai nói sao? Bà trẻ già. Chị này chắc em đoán là tầm khoảng hơn trên 40 thôi à. Không mà không tới 45 đâu. Khoảng từ dạ từ 40 cho tới 42 43 tuổi gì thôi cả đó. Luôn để chị Đà Lạt mà. Chị Đà Lạt hả? Chị Đà Lạt. Cái thuốc tho đó thì chị Phượng, gia đình chị Phượng thì cũng đã chia sẻ rồi ha, mọi người rất là hiệu quả đến bà Hai. Còn cái thuốc bắc của cái chị Đà Lạt gửi đó, hiện tại là bây giờ đang đưa cho con của chị Phượng uống. Con của chị Phượng hiện tại đang có vấn đề bề bệnh phụ nữ, có nghĩa là có hình như là có cái khối u lạ ở trong người. Đó, thì cái này thì chị sẽ có gì em sẽ gọi điện chị coi có hiệu quả hay không, như thế nào. Mình hôm nay là mình kiểu mà mình được gia đình của chị Phượng với lại chị Phượng chia sẻ về cái loại thuốc. Mình cũng không có khuyến cáo mọi người là ví dụ như là sử dụng giống của gia đình mình, đúng không chị Phượng? Đó, mình chỉ chia sẻ một cách tự nhiên như vậy. Cái việc mà mọi người có thể là tin hay không tin là tùy thuộc vào mọi người. Mình không có khuyến kháo mọi người hay là bắt mọi người phải sử dụng thuốc nam, sử dụng thuốc tho hay là qua tây y hay là như thế nào hết. Từ mỗi người, tại vì mỗi con người có một cái quyền quyết định của chính bản thân mình. Con xin phép là con về nha, rồi để cho bà Hai ngủ. Vậy đó là chị cũng bắt vậy, có đi thuốc tây hay khổ. À. Vô ca mổ biết nhiêu mà mổ xẻ tùm lum cho hết trơn. Nói chung là cái thuốc nào nó cũng có cái hiệu quả riêng của nó hết. Nhưng mà tùy theo là mình đang ở giai đoạn nào, mình đang bệnh gì và như thế nào. Đúng không bà Hai? Đúng. Dạ. Chứ không phải mình nói là không có xài thuốc tây nên là xài thuốc bắc, thuốc nam, không có. Thuốc nào nó cũng tốt hết, cái gì nó cũng có cái mặt tốt, xấu nhưng của nó. Nhưng mà đi vô nhập viện họ nó đòi 10 triệu. Ừ. Tiền đâu, khổ chết đó, tiền đâu nó đi. Nhập viện cái vết thương của bà đó hả? Không, của nhỏ cháu. Nhỏ cháu, chị, con của chị Phượng hả? À. Hổm ra máu thì xuống dưới, cái huyết thì xuống dưới, vô nó kêu nhập viện, hết 5 triệu rồi gì à. Chạy mượn lùm lum. Tính ra chị Phượng cũng nằm ở trong hoàn cảnh éo le quá. Trời ơi, nó khổ dữ lắm. Nói chồng bệnh,
địa điểm hai đốt vừa hết, xong tới nhỏ này bệnh gút bê bao tử vừa hết, quay lại là chụp tới bà ngoại làm tới giờ tới con ruột. À rồi tới con ruột rồi chị bị tai biến, rồi chị bị tai biến vừa chị hết, tai biến vừa hết. Cứ... nhưng mà chị đừng có ý y nha. Hồi nãy chị nói là cái tháng này là hàng nhiều thoải mái mà phải thức đêm, mà cái bệnh chị là có cái nền bị tai biến rồi, nên là chị phải nghỉ ngơi vào ban đêm, đừng có tránh cái việc mà gia đình là còn một bên, chị là chỗ dựa tinh thần nhất. Chị mà quỳ xuống là chết hết luôn, quỳ xuống là chết hết liền, tại vì không ai chăm ai được hết. Mình nên tiền trọ, tiền ăn, tiền nói đủ thứ là một mình nên. Chị có mấy người con? Ba đứa con gái nè, bạn nhỏ này thì giờ nó phát bệnh, nhỏ kia thì đang làm hộ cho thành phố á, bộ nó làm thầu xây dựng đi theo làm chồng với con bé này. Vậy đó, mấy ai cũng muốn mình khá chứ, chị mừng dữ lắm luôn á, mà không khá nổi, khá không nổi, cái gì nó cứ ập tới vậy hoài. Nhỏ con gái là con nó hồi trong Tết là bị tai nạn xe mổ cái đầu đó, nhỏ 2 tuổi đó. Là cháu của chị. Cháu ngoại chị mổ cái đầu đó cũng hết mấy chục triệu rồi. Trời, quay về thấy mẹ nó, bởi mẹ nó suy sụp luôn. Thôi thì qua ngày hôm nay thì mong là những cái gì mà may mắn sẽ đến với lại gia đình của chị Phượng. Cô Phú sẽ tiếp tục cập nhật đến cho mọi người về tình hình sức khỏe của bà Hai nếu mà có cái thời gian. Con về nha bà Hai. À, cảm ơn nhiều. Ừ. Chị cho số điện thoại cô đó. Dạ, để em tắt máy cái rồi chị gửi số điện thoại qua cho em nha. Cô Phú xin phép được cảm ơn đến cô chú anh chị đã theo dõi cái video này. Cảm ơn cô chú anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.